Chào mừng mọi người đã quay lại với Trinh Channel nhé. Hôm nay thì Trinh sẽ cố gắng kết thúc cái F5 của The Walking Dead. F5 là cái phần cuối trong cái cốt truyện chính của season 1 này. You didn't come into town to the railroad, did you? We gotta go! Mình không biết là có thể hoàn thành hôm nay không, nhưng mà Trinh sẽ cố gắng. Yeah. Cố gắng là hoàn thành nhất là chết năm trong ngày. Clementine! Tập trước đây mình đã bị cắn rồi. Nhớ là đâu có đánh nhau như vậy đâu ta. Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We'll look for Clementine together. Hell yeah. If this was me asking you for help, would you be there for me? I'm sorry, but you're on your own on this one. I swear, before this is all over, I'm gonna show you I can do something right. Từ khi mà mình bị cắn thì những người này rất là tốt với mình nha. Chú Ly, Clementine, chào Ly. Đây, lúc mà mình vô cái căn cứ kia thì là những người của hội mà bị ung thư đó đã đi mất tiêu rồi. Còn cái khủng bố thì liên lạc lại với mình, và tên khủng bố đang ở cùng với lại cháu Clementine. Vernon, get out here. Vernon, there doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Tôi sẽ không làm hại các người đâu. Chú Ly, are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch. Vernon, who is this? Ai đó? Vernon, if that's what you're thinking. Vậy là Vernon. Mày nghĩ gì vậy? Mày có thể nhận ra giọng giọng của tao à? Clementine thì vẫn tốt. Nói thật là mày đang sẽ lựa chọn cẩn thận đấy. Don't hurt her. Đấy, đừng có làm thương con bé. Mày có ý thương à? Tao không phải là cái người mà làm thương hại người khác. Có một biển người chết giữa tao và con bé. Tốt nhất là hắn đừng có làm hại như con bé đó. Swear. Thề. This is bad, but we can deal with it. Thật là thề. We're going to need to hurry. Chúng ta có thể hợp tác với nhau. Hãy nhanh lên nào. How's that feeling? No, anh cảm thấy thế nào rồi? Không sao đâu. Doesn't matter. Here's what it is. We don't have a lot of time. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. We're about to have a lot less. We three will stop them. Chúng ta có rất là nhiều giờ ở đây. Chúng ta sẽ ngăn bọn chúng vào. Find a way out of here. Còn anh thì đi tìm đường lạc ra khỏi đây đi. Mở tủ ra. Mấy người kia dọn đi là lúc hết rồi, làm gì còn gì nữa. Just some surgical supplies. Cái dụng cụ y tế. Có gì? Nothing through here. Không có gì ở đây cả. Bay làm gì đây? Cầm súng à? Chưa chà, này Bay cũng cầm súng rồi đấy. Cái cân. This isn't gonna help. Tủ này mình chưa mở đúng không? À, có cái gì đây nè? Cái bẫy hả? Sao lại tự nhiên bị tóc biến ra đây rồi? Em lỗi vậy? Cái gì đây? À. Rip Spreader là gì ta? Looks like a carjack. Carjack là làm là cái nâng á. Tiếng Việt là gì ta? À, cái kích. Ờ, hôm qua trên chơi trên không biết tiếng, không nhớ ra tiếng Việt gọi là gì. Ở trong tiếng Việt người ta gọi là cái kích đó mọi người, để nâng xe hoặc là nâng đồ đó. Trong tiếng Anh là jack. Trên này thôi, ở cái cửa ra. Hey, I think I found a way out. Có lẽ là tôi đã tìm được đường ra khỏi đây rồi đấy. Bỏ tay chắc chắn không được rồi. Súng nghĩ gì vậy? Dùng này nè. I'll have these doors open in 2 seconds. Tôi sẽ mở cánh cửa này ra ngay đây. Chết rồi, chán phải. Ủa, có bị hóa do không vậy? Phải đi tìm cháu đã mà. Lý, tỉnh dậy đi. Lý, không phải lúc nào cũng đặt hóa do đâu.
Rồi vết thương nó nhiễm trùng rồi, hồi nãy nó còn chưa có vết thâm đỏ, bây giờ có rồi nè. Có bị hóa giòn không ta? Cho mình chuyển sang chơi chó Salamity. Chris, chuyện quái gì xảy ra vậy? Anh ta đã bị cắn rồi. Chúng ta có thể làm gì tôi cũng không biết nữa. Giúp em nâng anh ấy lên nào. You sure this will help? Nè, you got em có chắc là điều này có thể làm được không vậy? Okay, đó là it's now or never. Ê, đừng có chuyện đó. Don't kill me! Stop! He's awake! He's awake! He's bitten. We still gotta do something. Do we have to cut it off, though? We're trying to save him. At the very least, buy him some time. But this way, do we know it works? Of course not. Is there gonna be a lot of blood? There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. If there's any chance this saves his life, we have to take it. Hey, I'm laying right here. Tôi nằm ở đây nè. Sorry. Mọi người bạn bè không hỏi ý kiến tôi. It's not really our call anymore. Yeah, no shit. If we take off the arm, don't die of blood loss. Well, nếu mà anh không bị mất máu đến chết, thì có thể anh sẽ không chết vì vết cắn đâu, nhỉ? What do you think? Anh nghĩ sao? Không. No. Cứu được bằng mắt. Are you sure? Anh có ổn không vậy? I feel like I got time. Just keep an eye on him. Tôi biết bệnh của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần tôi cần cánh tay này để đi mà đi cứu cháu Salamitin. You're gonna die. Nhưng mà anh đang sắp chết đó. But not in here. You guys keep an eye on that door. I'll work on getting us out of here. Lee. No. This is what we're doing and I don't want to hear anything else, okay? Mọi người hãy nghe tôi nói. Và hành động theo tôi chứ. Được chứ. Đây này vẫn cảm thấy có lỗi từ đợt khi chỗ mà từ đợt mà nhận ra mình rút cái rìu ra là uống lần thì giờ vẫn cảm thấy áy náy, có lỗi với tất cả mọi người. Đi lên đây thôi, đi tiếp thôi. Sao chưa bị cắt cánh tay mà cánh tay giống như kiểu bị liền vậy? Cái này có phải là game làm kiểu như vậy không? Mình tưởng là tại vì khi có bị cắt cánh tay thì trong cái lựa chọn cắt cánh tay của mình nó như vậy. Là có thêm cánh tay nó không giúp ích gì được nhiều. Chúng ta sẽ đi lên thôi. Chúng ta phải im lặng nha. Or even the roof. Sounds good. Và đi đến cái tầng mà không có giam ấy. Cho Ben đi trước nè. Đi thôi. Nice. Sao mình lúc nào đi cuối cùng vậy? Everybody. Đây. There's some light up there. Good. Get my ass off this ladder. Cái gì vậy? Nè, nè. Nè, có cần phải gọi là jump scare mình như vậy không? Sao mấy người này đứng im hết rồi? Watch out! Jeez. Everything okay up there? Mọi người có ổn không vậy? Myself. So yes then. Tôi đái ra quần mất. Bên bảo tôi đái ra quần mất. Lại sao rồi? Trời ơi. Mẹ. Có sao vậy? Lee. Lee. Oh god. Are you alive? Sao vậy? Get up. Tỉnh dậy. Trời. Đồ. Game xạo gió thật mọi người ơi. Chúng tôi ổn. Chúng tôi sống. You have to pull cái cơ nào up. Cái cơ nào mà giữ được mình nhất. Không phải nhìn out. Không phải nhìn ơi, cố lên. Cái cơ bắp nào khi mà mình chịu mà giữ được mình trên cái thang như vậy, đó là Trinh là tục chắc rồi đó. Mặc dù Trinh không có nặng như thằng này nhưng mà chân Trinh cũng không đủ khỏe để giữ cơ thể. Giờ tầng nào cũng đầy giam rồi. Đây là bệnh viện phải không ta? Lên phải lên trên sân thượng. No hết. Sao lại no hết ta? Wasn't this the empty not too long ago? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There's thousands. Có hàng ngàn con giom ở đây. Did they follow us here? Bọn chúng có thể đi theo vậy? That can't be, can it?
That's crazy. Không thể đâu nhỉ. They just chúng ta cần phải ra khỏi cái mái nhà này as fast as we can. Nhanh nhất có thể. Safe down there. We can't không just không walk down the street. Đâu. You planning on growing some wings? Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across chúng town. Ta nên đi xung quanh và tìm xem có cách nào khác không? Good. Được chứ? I don't think we can ignore what just happened to Lee. Tôi nghĩ là chúng ta không nên bỏ qua cái việc đang xảy ra với Lee đâu. Just lost my foot. That's all. Tôi cảm giác ở chân rồi. Feeling funny. Like, hãy cho chúng tôi biết khi mà anh cảm thấy không ổn nhé. It's just dizziness, that's all. I'm all good. Good as you can be. Yeah. Good as I can be. Now what? Bây giờ thì sao nào? We need to get down there. Find a scared little girl. Và tìm cô bé. Let's try to get our bearings. Cứ đi tìm xung quanh đã. Đi xung quanh xem sao. Gì đây? Sơn đỏ này. Có cái thang này. Có cái thang này. It's an extension ladder. Một cái thang mà có thể mở nới rộng được. Lượm cái thang đã đi xuống chứ nhờ. Ben. Không ngừng. Cũng phải nói chuyện với thằng Ben à. See anything? Có thấy gì không? That's about it. Có một cái lối thoát hiểm ở kia. You came with me. You didn't think I would. Tôi. It's like you said, Clementine has been my biggest, well, only real fan. Clementine là người có cảm tình với tôi nhất. Vì vậy tôi không thể nào mà lo cô bé được. Cậu không muốn chết không? I'm more afraid of getting someone else killed. Tôi đang lo lắng về việc người khác chết hơn. Well, you're here. Don't get me killed. I won't. Cậu ở đây và đừng để tôi giết cậu nữa nhé. I'm still afraid of getting eaten. More than ever. Tôi vẫn sợ bị cắn mà. Đi. Hey Ben. Gì nữa? Phải nói chuyện hết với nó à? If we get over to cậu that delta, kia không? We might have some chúng impact on those walkers out there. Bọn zombie but then we just run through the streets? I don't know. Tôi cũng không chắc nữa. What do you think? Cậu có nghĩ gì về cái hoàn cảnh I think I'm staring down at my worst nightmare. Just a dusty haze of death. Try to keep your shit together. Và tôi đang ở trong cái hoàn cảnh mà tệ nhất cuộc đời. Okay. Lee này bảo là làm gì đó với cái chuông này. Gì đây? He or she walked away from whatever accident happened. And that doesn't really mean much. Cái người mà vẽ tùm lum vẽ được cái này thì cũng kinh lắm chứ nhỉ? À dùng cái thang này nè. Dùng sơn này, thang này vẽ ra như thế này, xong rồi trong lúc tuyệt vọng thì nhảy xuống dưới tự tử. Ồ, thấy tuyệt vọng quá à. Kiểu như game ngoài xây dựng cốt truyện ra thì nó xây dựng những cái cảnh mà cho mình thấy là rất là bất hạnh, đau khổ khi mà thế giới nó xảy ra cái đại zombie như thế này á. Chứ không chỉ focus vào cốt truyện không. What's up over here? À, có muốn lên đó không? Bell tower. That's what's up. Cái chuông á. That could help. Nó có thể giúp chúng ta đó. No way. Nhảy. It's higher than this roof for starters. Quá cao. May ra có mô ly thì làm được. Lấy cái thang thử xem. May ra có chiếc mô ly thì có thể chìa qua đó dễ dàng. Chứ còn mấy con người bình thường ở đây thì không được. Đây lấy được cái thang rồi này. Đi thôi. Chưa để thêm me vậy. Để này thế nào cũng xảy ra biến cho mà coi. Thằng nhân vật này nó buồn về lắm. The bells. Cái chuông. Yeah. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. Chúng ta sẽ đi hướng ngược lại. You shouldn't be the one to go. Anh không nên đi. My leg's feeling better. Let me do it. Chân tôi cảm thấy hơn rồi, để tôi làm. Để if tôi làm have cho. To decide who takes a risk like this, chúng ta cần phải chọn ra một người mà chịu cái nguy hiểm này. What's the worst that could happen? I get bitten again? Có thể tồi tệ hơn xảy ra với tôi chứ. So tại we're bị cắn rồi mà. Hey, Jack Project Jumboy, khi mà Trinh bị cắn rồi thì không còn sợ cái gì nữa cả. Thôi mình sẽ là người đi, hợp lý mà. Bình thường tụi nó nhường cho mình việc khó.
đến bây giờ thì bày đặt. Để tôi làm. Trời ơi, tốt quá, cảm ơn. Nhanh cái chân lên. Nghe đó. Ngay là nhảy. Rồi xong rồi cái thang. Holy shit, man! Mẹ ơi, okay? Anh ổn không? Yeah, I'm fine. Tôi ổn mà. Try to find another way out of there. Hãy tìm đường khác để mà thoát nhé. Đường nào người ta có đường đi xuống đâu. Nhưng mà có đường đi lên để rung chuông thì chắc chắn phải có đường đi xuống ha. Chứ không thì bình thường mọi người lên đó rung chuông bằng cách nào? They're coming this way. Tons of them. Jesus. Rất là nhiều. Now get back here. Anh quay trở lại đây đi. Nhảy á. Không có cái đường cầu thang đi xuống à? Nhảy á. No, man. Giờ nó mồ ly. I think I have to jump. There's no way back. Nhảy rồi, không có đường nào khác nữa. Cẩn thận đấy nha. You got this. You got this, motherfucker. Một, hai, ba. Nhảy. Lùi nó có cái hầm đi lên thật kìa. Nhưng mà đi xuống bây giờ thì không có cách nào để qua lại cái mái nhà bên kia nữa. Bám. Cái này dễ, Rồi, được rồi. Nice. Tuyệt lắm. Now let's get the hell out of here. Giờ chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Kìa bọn dâm đang bị thu hút bởi tiếng chuông đang lại cái chỗ mà... Tháp chuông đó. Đây là quay lại căn cứ cũ. Ủa sao lại chặn cái xẻng ta? À, trong này. À, Kenny. Mẹ kiếp chúng mày. Là sao? What? Who? Herman. He didn't have Glenn. So where the fuck is she? With someone else. We're going after her. Fuck. Just... Jesus. Wait. The cancer patients did this? Yeah, they were waiting. Tired of living underground. They kicked the shit out of me and tossed me in here. How you doing with everything happening there? We're going to cut it off. But me objected. We're all going to end up one of two ways. That's great that you can be tough about it, but how do you feel? Anh cảm thấy thế nào rồi? Tôi ổn mà, không phải vấn đề gì lớn đâu. We have to focus on finding Clementine. Jesus. Chúa ơi. Chồng này tội quá, bị đánh bầm mắt luôn. À mấy người, can you go over the fence and let us into the backyard? Cướp mất cây thuyền rồi mọi người. Cái nhóm của ông Vernon á. Đến đây và cướp thuyền rồi. Chuyện này không nên xảy ra. Clementine is still out there. So we get Clementine and then what? We get the fuck out of city. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Không ai hỏi cậu cả. Ông này vẫn thù thằng bên này. Chill. Do you remember we had a boat? A boat! Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean, immediately. Không có điều gì thay đổi. Stay the course. Don't turn on each other. Ngay bây giờ. Yeah, chill out. Bình tĩnh nào, Kenny. Cái thằng Ben bảo Kenny bình tĩnh. We can do this in your own. Ben, I swear to God. What do we do without a boat? Anh nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Get to the countryside. Đi đến vùng nông thôn đi. Dicked around with cities and coastlines and boats too long. Take her out there. Chúng ta đã mắc kẹt quá nhiều với cái thành phố rồi. Look, I agree. Hãy đưa cô ấy đi. I think out in the country is the safest place. Tôi đồng ý với anh. But you're not deadly. So put a pin in that, okay? Where the hell do you get off? I'm just saying we should all chill. Not just you, chill. He's bitten and God knows how long he has left. Clementine is who the fuck knows, and we're robbed of the only hope we've had. So we should have left your ass in Crawford. We got enough problems. Fuck you, Kenny! Cậu hãy cút khỏi đây đi. Chúng ta có đủ vấn đề rồi đấy. Whoa, Ben! No, let him. I am so
so sorry about Katya and Mika. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead! No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. You get that? Family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know. So give me a fucking break. Ông này lúc nào cũng coi thường và từ khi trong khi biết này hại mọi người thì lúc nào cũng sẽ gạt người ở bên cả. Nhưng mà thằng này rất là bức xúc, nó muốn giúp đỡ mọi người. They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Crystal. Rồi, chúng ta cần phải giữ nơi an toàn. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny, look for weapons. Okay. Gather anything you can find. Tất cả những gì bọn có thể kiếm được. Ben. Ben. Go upstairs. And do what? Just go. Lên. Omid. Omid. What is it? Cái gì vậy? Cửa. Front doors. Lee, help! Lee, cut their fucking arms off. There's gotta be a knife or something in there. Hurry. Con dao ở trong bếp á. Take your goddamn arms off! Now what? Get ready to fight. This place seems sturdy to me. I think we're fine. Sturdy my ass! Get upstairs! Go! Chạy lên lầu đi. Ấy, chị em cái ass. Chị đi xa vậy? Chị đi từ trường nó thoát ra đây luôn. Guys, help me with this! Này, giúp đỡ đây với. Everyone get to the end of the hallway. Mọi người hãy đi đến cuối hành lang đi. What do we do now? This is going down. We get to the end of the hallway and take a fucking stand. Mọi người vào thế thủ nè. Can't let ourselves get trapped. Let's get as many as we can. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? Mọi người còn bao nhiêu viên đạn? 3, 4, 2. I'll know where to aim. Mình bắn nhiều vậy mà mình còn nhiều nhất. Phải cả mình. Mình còn 5 viên đúng không? Đây. Mấy người này có bắn không? 2 viên. Để mấy người này bắn hết đi. I'm out! Me too! Hết rồi, fuck! Hết rồi. Where do we go? Too goddamn open! Come up! Để mình bắn hết đã chứ! Go! Em coi! Má! Giật má! Còn đạn mà làm rớt xuống á, thì nó vụt về dễ sợ luôn. Chứ không còn lời nào diễn tả về cái sự vụt về của nhân vật chính nữa. Thôi, lỡ tình sắp bị gió, tha thứ. I'm not good with these. You dropped it down there. Anh làm rơi tôi lụm được. Ôi, mình lên cuối cùng mà thằng này lụm được. Thật là sao? That could have gone bad. Everyone okay? Game new dễ sợ. Still bitten. Shut up. Lee vẫn bị cắn. Okay. Let's get out of here and keep moving. Cách ra khỏi đây nè. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Chúng ta phải tìm cơ hội để mà lấy. We're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. You won't have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial lead? Crystal. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions. You stupid joke. Không phải là đùa hay đâu. Em xin lỗi. So, no ideas then. There's gotta be another way. Check the floor for any other access, a vent, anything. While we wait for the house to clear out, stick to the high ground. Whoa, Lee, you okay? Này, Lee, yeah, ổn không vậy? Tôi... má lại xỉu nữa. Tôi... không ai đỡ mình luôn. Nhưng mà tại sao phải đỡ, đúng không?
lỡ đâu đang đỡ sức khỏe do cắn kẹp cái thì thôi. Ly, Ly, cháu gọi mình. Cháu ổn. Chú đang ở nơi mà ba mẹ ông không. Ly, get up. Ly, dậy đi. Did you hear that? Yeah, cậu có nghe thấy không? What does that mean? She's at the hotel. Cô ấy ở cái khách sạn nơi mà ba mẹ đã từng ở. Hasn't moved her yet. Chúng ta đã không đụng vào cô bé. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't get it. I do. We have to go now. Like right this goddamn minute. Where, Lee? Come on. Đi đâu? We're trapped. Chúng ta đã mắc kẹt ở đây rồi. How long do you think we have? What? Cậu nghĩ cậu có bao nhiêu thời gian chứ? Ông này muốn giết mình à? We should have made you take it off. Well, you did. And it's too late. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Look, we could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? Larry, he looks fine to me. I think it'd be best if we just worried about getting to Clem right now. We're not going to do her any good if you attacked us. That isn't going to happen. How do you know that? Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. My arm is not the issue. I'm not the problem. The 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem. Yeah, maybe at the moment, but who's to say when it becomes an issue? At that point, there may not be any time left to deal with it. This is getting out of hand. You're gonna listen to me. We will get Clementine back, with or without you, because I haven't given up everything to die because we were stupid. You're not touching me. Do you understand that? You know exactly what to do in my turn, and that's enough. Do you hear me? You might become one of them! You understand that? How can you be fucking calm about that? You ruined that dude's face. Shut up, sweetie. Cậu đã phá hỏng cái mặt của bức tượng rồi. Không phải lúc để nói chuyện này đâu. Nhưng It's corroded to hell. Cái gì vậy? What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? This mansion butts up against the one next door. I'll be damned. We're not lifers on Alcatraz here. This wall ain't shit. Is this really possible? Yeah, we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista, and I. Lee, you rest. We have to work. Lee, cậu nghỉ ngơi đi để chúng tôi làm. Còn Ben sao? Xin lỗi đã xít nữa làm bị thương ông. Sure, pal. I know. Tôi biết mà. Sao hai người này đang nghỉ ngơi vậy? Ủa, tưởng phải giúp ông kia ấy chứ còn Ben đâu? Ben giúp ông kia à? I'm glad you told us when you got bitten. Tôi rất mừng là anh đã thông báo khi mà anh bị cắn. We probably would have let you go alone if you hadn't told us, which would have been a mistake. Có lẽ chúng tôi sẽ để anh một mình đó mà anh không thông báo gì đó với chúng tôi đấy. If you were me, you'd be a foot taller. Hey! And about 50 pounds heavier. You wouldn't get scared as much. With your arm and my leg, I'll fight you right here, buddy. I would have had to chop this one off for you to not stand a chance. Wish you would have taken it off. Don't think it matters much now. Tưởng gì là anh đã cắt cánh tay đó xuống. Really? Nhưng mà tôi biết bệnh của tôi thế nào mà không thể cứu được đâu. Tôi cảm thấy nóng, thấy giống như là gãy xương vậy. Và cảm thấy buồn ngủ nữa. So when you get this guy, what do you think? Anh nghĩ gì? He looks like he never takes anybody from anyone. Ta cũng chắc chắn rằng là ta không có thể làm việc này thêm một lần nào nữa. No. Whatever happens to you. Anh biết là chuyện gì sẽ ra với anh. Seriously, can you not talk like nghiêm that? Nghiêm túc đi, anh đừng có nói chuyện như vậy chứ. The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I'm bitten, Krista. We all know that's a lie. There's gotta be something. Tôi muốn hai người chăm sóc cô cho cô bé. You guys to take her. Stop it. Đừng nói nữa. Tôi nghiêm túc mà.
cô ấy sẽ an toàn và hạnh phúc khi ở cùng hai người. Tôi không thể hứa được. Này Krista, nghe anh ấy đi. What about him? Còn anh ấy thì sao? Chúng ta sẽ hỗ trợ cho cậu ta. Cậu ta cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi mà. Thật là không dễ để mà quên đi những cái chuyện kia. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. Kenny's been Kenny đã gọi là quá. It's been for his family's destiny. It's just more complicated than that. Đúng sự tại của cậu ấy. Well, seems like it got through to Kenny. Maybe that's good for him. All right, I'm out of gas. Tôi hết sức rồi. You look good and rested. Trông sure. Mọi người có vẻ thư you giãn nha. You don't count infected leg. Ông không nghĩ đến cái chân tôi bị nhiễm trùng à? You can hop in after me. Để anh làm cho. Mặc dù anh này chân bị thương nhưng mà vẫn làm thôi chứ không shouldn't thể để long, nào để em đi làm it's được. Good we're forced to take a breath. I still can't believe he went and got chomped. Just tôi không thể nào, tôi vẫn không thể nào tin tưởng là anh đã bị cắn. Thật tệ. Took some breaths. Như là anh ta đã nói với anh ta. How are you? Bi kịch thật. Ông ổn chứ? Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. I'm sorry. Mọi thứ sẽ ổn, ok. Why are you acting like what's happened ain't happened? Thì sao mà anyway, I appreciate it from both. Cậu lại cứ hành động giống như là mọi chuyện như chưa có gì xảy ra vậy. Mà tôi rất vui vì hai người đã cư xử như vậy. Có lẽ là anh nên cảm thông hơn với cậu ta. Mà tôi đang giận dữ mà. Nhưng mà đừng có giận dữ với cậu ta nữa. Có thể anh đã không? Ông đã nghe cậu ta bức xúc mà nói chuyện với ông ở ngoài kia rồi chứ. This guy tell you much about what we've been through? Bits and pieces. The aforementioned Larry fella? See, Lee and I got trapped in a fucking meat locker with him. We had a heart attack, so there's this guy who we should say was built like a brick shithouse. And we're terrified he's gonna come back and eat all of us. What did you do? We were resourceful. No, he did not. We did, though. Oh. He's still a bastard. Mà anh vẫn là kẻ giết người đó. That my whole life, Doc. Well, tôi để quan tâm đâu. Choose. Uống nè. Uống. Uống. Giờ uống. Uống vô cho nó giảm hoảng sợ. Uống vô cho quên đi mọi thứ. Krista uống không? Chắc không rồi. Chê. Chê nhá. Không. Không. Sợ gì mà không uống nữa. Ông này ông sợ Krista uống hết bọn kìa. Đúng là ông bận rồi. I'm through. Tôi làm được rồi. Có cái lỗ thông qua phòng bên kia rồi. No walkers. Things không có do. Đi thôi. Everyone keep a goddamn eye out. Mọi người nên để mắt xung quanh nhé. This place seems pretty sealed off. Well, có vẻ như là căn phòng này được gia cố khá kỹ. Ở đây là có phải là ba mẹ của thằng nhỏ không ta? Cái thằng nhỏ bị kẹt bên kia kìa. Nhưng mà sao hai người lại ở đây xong để thằng nhỏ bên kia ta? Hai người này tự tử. Trời đất. Có thể lẽ là họ đã làm đúng rồi. Họ đã lựa chọn đúng. Don't you say chết that. Cùng nhau. Sao cậu lại có thể nói stick như vậy? Stick it out as long as you can. You do whatever cậu you have cố gắng hết sức có thể chứ. I could have done more. Làm những tất cả những gì mà cậu có thể làm. Ông đã làm vậy. Ông đã làm tất cả những gì mà ông có thể. No, Lee. Không, Lee. Yeah. I could have been a better husband. Tôi đã có thể là một người chồng tốt hơn, người cha tốt hơn, và có thể là người bạn tốt hơn nữa. Out a way out of here. Get that little vì vậy hãy tìm cách ra khỏi đây đi và cứu lấy cô bé kia. Got okay. This one shot left. Vẫn còn vài viên đạn đấy. Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. Ở lúc thích căn phòng này trước khi rời đi chứ nhỉ? Cái gì đây? Bức tranh. Room, I guess they were PBS watchers. Hey, my parents' house looked a lot like this. When they watch kung fu movies. Ba mẹ của chị Krista này dùng TV để coi phim trưởng.
Nhưng mà giờ chắc ba mẹ cũng không còn nữa rồi. Thằng Ben này ở ngoài đời chỉ là một đứa nhóc cấp 3 thôi. What do you call this thing? Mọi người gọi cái này là gì? Art? Hả? Cái gì? Cái đó cái gương à? Đi ra ngoài thôi. Ồ. Này là cái ban công chứ không phải là cửa sau của gì đó. Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Có vẻ như chúng ta có thể dùng lối này để đi đến cái đường River. Đi lên đó mình đi trước. Sao lại để mình đi trước nhờ? Lỡ đâu mà đang nhảy giữa chừng xỉu thì sao? Mấy người này thật là... Ít nhất là mình xỉu có người chộp lại được chứ. Lúc nào cũng để thử mình thử trước. Anh kia bị thương ở chân mà nhảy cũng giỏi thế nhờ. Candy. Chết rồi. Cái ban công sắp sụp rồi. Ben này nhảy cẩn thận nha mày. Nhảy đi. Chừng thương thú lại à. Thôi xong. Rest in peace, Ben. Me and my fucking mouth. Holy fuck. What are we gonna do? Mọi người làm gì vậy? Ông Kenny này làm gì? Xuống xem à? Kenny và tôi sẽ xuống xem thử. Dude, let me help you. You're already hurt. Hãy để tôi giúp đỡ. Even more reason we all don't need to risk it. You worry about her. Không, mọi người không cần phải chịu cái nguy hiểm này đâu. And if all this goes bad, hãy ở đây và chăm sóc cô ấy. Các người là sự hy vọng cuối cùng của Celestine đấy. Ok, tôi sẽ quan sát ở trên này. Mình xuống dưới cùng với ông Kenny. I'm okay. Đau quá. I'm okay. Just get me out of here. Ổn không bệnh. Are you okay? What the fuck happened, Ben? I'm sorry. Get me up. My legs hurt. Để tôi yên đi. We're gonna get your ass up. Bị đau quá. Really? I thought you. Tôi nghĩ là ông vẫn còn hận tôi chứ. Rồi đâm suy người này thì sao mà sống được? Fucking hell. What is it? I'm okay. I'm okay. Tôi ổn không? Tôi ổn không? We can get you up. We can. Sẽ giúp cậu dậy không? À, vậy là chết luôn á, không cần phải suy nghĩ gì nữa luôn á. À. If he'd be quiet, then maybe. But Kenny, this is fucking serious. Nhưng mà cái này nghiêm trọng quá. Just by moving him wrong. I won't move. Ben. Nếu mà chúng ta làm gì sai thì cậu ấy sẽ phải chết đấy. Thôi lần này nhất là phải bỏ Ben lại rồi. Fuck. Mẹ kiếp. Fuck. Không được rồi. Oh God, don't let them get to me. Đừng để chúng nó nhắm tới tôi mà. Hay là mang nguyên cả cái ban công luôn. You have any bullets left? This has only got one left in it. Còn đạn không? Just a few. Give them to me. You're gonna do. Give them to me and get the hell out of here. I'm not leaving you. Tôi sẽ không bỏ ông đâu. Không. Hell no, man. I'm not leaving. What did I just say? Let's get Ben and get out of here. Hãy bỏ Ben lại và đi ra khỏi đây. Ông này điên rồi. What the fuck, Kitty? Bây giờ tự nhiên là tốt. Lee, it's okay. Một cách vô lý như vậy. Ổn mà Lee. Không, Ken. No, Ken. No, it's not. It's just something I gotta do. Nên nói là con ba chứ liên quan tới vợ. Ông định làm gì? Điên à? Go get that girl. Nào đến cứu bé đi. Back you sons of bitches! Yeah, damn it, Kenny! God damn it! Oh, chẳng phải. Kenny, please. Rồi xong. Bị cắn mà mọi người ơi. Ông muốn chết cùng thằng kia. Ngu xuẩn vậy, cuối cùng thì cũng có cứu được ai đâu. Ông bị ngu rồi, ông muốn chết à? What happened? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Bây giờ có thể làm được điều gì cả. Ben was really messed up. Ben bị điên rồi. Không, Ben không thể qua khỏi. Nhưng mà Kenny đã cố gắng cứu cô ấy. God damn. Trời ơi. God. Ông Ken, ông Kenny kia bị mất trí à? Tôi nghe thấy tiếng súng. À, anh ấy đã cố gắng để chiến đấu. Nhưng mà ít nhất là như vậy. You saw them die. Anh có thấy họ chết không? Không ai có thể vượt qua được khỏi đống giòn ở đâu. Tôi rất tiếc Lia. Ông ấy không phải là người xấu. A lot of folks might not have always agreed. Maybe even me. Có nhiều người sẽ không đồng tình đâu, nhưng mà không phải là tôi. We should go. Chúng ta nên đi thôi. Chán thế nhở? Tôi sẽ ngay sau với các người. Do you want to talk? Anh có muốn nói chuyện không? Kenny là bạn của tôi. As soon as someone dies, they don't immediately have to have their sins forgiven. He was what passes for a friend now. I understand. Look, Lee, this is a shitty time, but I want to clear something up. What is? Tôi muốn làm rõ một vài điều. Gone. Ông biết điện thoại tôi phải. Ông biết điện thoại tôi phải. Ông biết điện thoại tôi phải. Ông biết hai người phải đối xử tốt với cô bé nha, giữ cho cô bé an toàn. Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể. Cảm ơn. Thanks. Whatever your best is, I'll trust it. That's all. Hai người đã nói vậy thì tôi sẽ tin. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Đi qua cái ván này, sao nhìn thấy nguy hiểm quá vậy? Đi từ từ thôi, mẹ. Nhìn nguy hiểm thế mẹ ra, còn chen chúc nhau đi hai người một lúc nữa chứ. Không nha, chính không đi nha. Đợi hai người đó đi qua rồi mới đi. Trời. Không biết nhân vật của mình có sợ độ cao không à? Ai mà sợ độ cao mà đi cái này chắc là chân rung một bậc không đi nổi nè. Ok, River Street's just up ahead. Cái đường ở River ngay ở phía trước rồi. Whoa, có cái hố gì đây ta? Cẩn thận đấy nha. Rất là nhiều dòng ở phía dưới. Cái tòa nhà này đã phun nợ cho bay rồi. Be careful. Cẩn thận đấy. Yeah, we don't need any more accidents. Chúng ta không có muốn chuyện gì xảy ra nữa đâu. I'm sorry. It's okay. Tôi rất là xin lỗi. Ok. Tôi rất là tiếc chứ nhỉ. Giờ làm sao? À, giờ là mình phải treo qua cái bảng này đúng không? Marsh House Hotel is around the corner of the block. Cái Marsh House nó nằm ở phía bên kia kìa. Giờ chúng ta phải vượt qua cái này. At least it doesn't look like a death trap. Ý nghĩa là trông nó không giống như một cái bẫy chết chóc nhỉ? Anh có thể nói được những cái lời mà tốt đẹp hơn không? He's got a busted leg. Anh là người nhẹ nhất đấy. You're looking for two. Nhờ anh ta có một cái chân bị thương. Decision doesn't make itself. Để tôi làm nhé. I'll go first. Tôi đi trước nha. In case anything happens out there. You sure? Để phòng là có chuyện gì xảy ra. Yeah. Tại vì tôi bị cắn rồi mà, tôi còn sợ gì nữa đâu. Đấy, đó là lợi thế của việc bị cắn đó mọi người. Mình sẽ cảm thấy dũng cảm hơn, mình không còn sợ cái mẹ gì nữa. Vì kết quả của mình là đã được báo trước rồi. Nhưng mà nhân công nhận nhân vật của just mình là nice anh cũng bị không giống như thằng đất. Bị cắn cái là sốt ly bì xong rồi chỉ nằm vật vã ra thôi, không làm được gì nữa cả. Mình vẫn còn đánh tim làm được này nọ nhiều. Almost càng there. Đi ra sâu chữa thì càng không lắc. Good. Tại vì cánh tay đòn nó càng dài á.
Người tại sao đi bàn công sâu bên trong rồi? Oh fuck! Chụp. Shit. Ổn rồi. Are you okay? Fine. Anh ổn chứ? Can I fuck you? Nhưng mà tôi bị kẹt rồi. What are you gonna do? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Fuck it. I'm going for it. Okay. Going tôi for it? Đi. What does that mean? Sao? Ý là gì? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Find a boat. We'll meet north of town. A boat? We still have to get out of the city. I'll get Clementine and meet you. What if? Don't what if. I'll meet you. Không có quá ít gì hết. Tôi sẽ gặp lại hai người. Bây giờ là mình bảo hai người này là đi tìm cái cách mà ra khỏi thành phố, đi tìm cái thuyền. Sau đó mình sẽ dẫn cháu Celestine đi ra gặp hai người này. Ok. Hãy đông vãi. Thành phố này mình sao mà đông dữ vậy ta? Sài Gòn mình xảy ra đại dịch zombie không biết có đông phải không ta? Sài Gòn là thành phố đông dân nhất Việt Nam rồi. Trời thiệt, nếu mà sợ Sài Gòn mà xảy ra đại dịch zombie thì cũng không biết trốn đi cách nào luôn á. Người everywhere luôn. Mỗi lần kẹt xe là thấy gớm á. Ta phải tự làm thương tay mình như vậy ta. Hai tay hai người. Nhìn giờ trên những đại chứ còn tự đại thầy. Lại bị cắn nữa rồi các bạn. Một vết hay hai vết hay mười vết thì cũng như nhau thôi. Đừng có bị rút kẹt máu là được. Đúng không? Tiếp nè. Hãy chậm cho luôn. Hãy chậm cho luôn. Đồ sát. Yeah. Ok. Cái xe. Xe của tên kia đúng không? Làm gì? Nãy giờ này mà đi xe trong thành phố thì có như tự sát là như chinh đó. Đi xe xong giam bu lại xong chết máy rồi xong. Một kiếp người mới. Đây đến khách sạn Match Hall rồi đây. Match Hall chứ. Quên. Phòng nào phòng kia đúng không? Ồ mình phải đi đến không có để sang mấy cái cửa phòng này được. Vậy chị ở đây chị có thể đi thẳng đây nè. Ồ chắc là phòng này rồi nhỉ. Nghe trước hay mở đây, nghe trước đã. Có khi thằng nào, có khi thằng kia nó xuất hiện phía sau mình không ta? Không có gì cả. Có đi chỗ khác được không? Không, chắc chắn là cái phòng này rồi. Xạo ghê. Hãy chọn giá đúng rồi, hãy chọn đúng giá rồi. Đã chọn đúng giá rồi. Nó có dây thần. Dùng cái này chặt cái dây thần ra nhờ. Cái dây thần này là sao? À cái cửa phòng này là cửa kéo, kéo từ phía sau. Đây, cái thằng mà theo dõi mình đây. Ồ, chào mừng mày đã đến đây. Con mấy đâu rồi? I already told you. Tao đã nói với mày rồi mà, con bé vẫn ổn. You look horrible. Còn mày nhìn tệ đấy. Go over there. Qua kia ngồi đi. Ok. Put your things down. Bỏ vũ khí của mày xuống. Cho cháu ra khỏi đây, ai ở ngoài đó vậy? Xuống đây. Ây da, nó không cho mình nói. Quiet please, sweetie. Im lặng đi, bé con. Your things there. Đồ của mày ở trên này nè. Just be cool. Do I not seem cool? Good. Go sit down. Chết rồi, mình nó tưởng nó đưa cái đồ gì cho mình chứ nó bắt mình bỏ lại hết đồ rồi. Do you know who I am? Mình trinh giọng thành thật quá à. Mày biết tao là ai không? Biết. Yeah. Mày là ai? I know who you are. Mày là người bắt cóc Clementine nhỉ?
Mày thấy cái gì của tao phía trước đó? Mày có muốn mọi thứ trong đó không? Không còn thứ rồi. Cái này là người chủ của cái xe trong rừng đó, mà mình với bộ đồng bọn ăn cắp đồ nè. Why didn't you? Mình lại là không lấy gì, nhưng mà thằng này đéo tin. You were coming back. The dome light was on. We did come back. I said we did come back. What do you want me to say? I don't want you to say anything. Tao không nói gì cả. What happened? Tao muốn mày biết mọi chuyện đã xảy ra. Have you ever? Mày đã bao giờ làm tổn thương ai chưa? You care about? Tổn thương người mà mày quan tâm ấy. Có. Yes, of course. Who? Ai? Không phải Lily, mình không quan tâm Lily đâu. Sao mình tin mình chưa làm tổn thương nha, vợ. Vợ tôi. Clementine said she wasn't with you. I heard her a long time ago. How? Lily bảo vợ mày không đi theo cùng mày. Tôi làm tổn thương cô ấy từ rất là lâu rồi. In a lot of ways. Nói chung là chuyện dài lắm. She traveled for work. Cô ấy đi làm. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn một gia đình. Đi làm xa. Một lý do thật là hợp lý nhỉ. Xong chúng tôi cãi vã. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tôi cảm thấy bị ốm khi mà đang giảng bài dạy. Và tôi quay trở về nhà. Tôi thấy cô ấy cùng với một tên khác. Tôi đã giết hắn. Tôi đã nổi điên lên. Và tôi không thể tưởng tượng được là cái nỗi đau mà cô ấy đã phải chịu đựng. Còn anh thì sao? I hurt her. Tôi so bad. Đã tổn thương cô ấy rất là nhiều. Con trai của tôi, Adam, đã mất tích. He was too young. Và chúng tôi đã đi tìm cậu bé ấy vì vợ tôi bảo là nó còn rất là nhỏ. I came back without him and the look on the face. Tôi đã đi tìm nhưng mà quay trở lại, không quay trở lại với cậu bé. We all went out looking for him. Và chúng ta, tôi lại tiếp tục ra ngoài để tìm cậu bé. Và chúng tôi đã không tìm được. Tôi cảm thấy rất là tổn thương. Và khi mà chúng tôi quay trở lại, thì tất cả những cái đồ dùng vật phẩm của chúng tôi đã biến mất. Là do người của mày đã ăn cắp hết rồi. Tôi không thể tin tưởng được là mình có thể đẩy được vợ mình đến cái hoàn cảnh như vậy. Tôi rất là tiếc. Tiếc cho mày xin lỗi nhé. We got the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth. Khi mà bọn tao càng đói thì cô ấy càng đổ lỗi cho tao. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Nhìn tao có giống quái vật không? Không. No. I'm not like you. Tao thì không giống mày. You let that little girl get fed disgusting human meat. Mày để cho con bé đó ăn thịt người. Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể rồi. You let a woman who knew who really were die to protect your secret. Chết, chỉ để bảo vệ bí mật của mày à? Đây, sao ta? À, không thể cứu được cô ấy. Save them both. You brought her to the most dangerous place in the city where she could have died. Ủa, ai ta nói về ai ta? I couldn't leave her at the house alone. She would have been better off! Tại sao mà anh lại biết tất cả những chuyện này? Cô gái đó có phải là Kelly không ta? Thông qua bộ đàm, tức là đã theo dõi mình khắp rồi. Khắp cuộc hành trình này đều bị thằng này nghe lén cả. Mày là một tên quái vật, một tên giết người, một tên trộm. Tao là phải giết mày. Just give me Clementine. Sao cũng được. Nhưng mà làm ơn hãy trả Clementine trở lại. Because that's what will happen if she goes. Là sẽ giết nó. After I found Clementine on my radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others, for revenge. Sau khi mà tao nghe thấy giọng Clementine trên điện thoại, tao đã không có tác dụng với mày. Nhưng là khi mà tao theo dõi mày và nghe thấy việc mày để cho cô bé gặp nguy hiểm, tao đã rất là nổi điên lên. I can take care of her. We can have a family.
Và tao nói cho mày điều này nè. Tao có thể cho cô bé một gia đình. Don't know how old she is. Tao còn khá chắc rằng là mày nếu biết cô ấy bao nhiêu tuổi. She's 8 tuổi à? Nine. Không, cô ấy 9 Her tuổi. Her birthday was 6 days ago. Sinh nhật của con bé cách đây 6 ngày trước. Dad, you know. Tao biết cách trở thành một người cha hả? Mày biết không? Thế đấy phải như mày. Hờ, tao bị cắn rồi, được chưa? You were what? Mày bị cắn rồi á? Probably don't have a whole lot of time. Tao cũng không có nhiều thời gian đâu. Wow. Ồ, nó sao kết? Ông có thể thực sự chăm sóc cho con bé à? Ta sẽ cho con bé một mái nhà. Tại sao lại là chúng ta? Hey, honey, I think this is all gonna work out. Này, em yêu, anh nghĩ là những... I'm glad too. Anh cũng rất vui. Clementine mở được cửa rồi kìa. Vậy là vợ của ông này còn sống. It's all over, hon. Sao? Isn't it? Just about. Nhìn vào cái chai làm gì? À, nói con bé là lấy cái chai đập vào đầu thằng này đúng không? I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's. Em rất là thích con bé mà. She wouldn't hurt a fly. Con bé không phải là Lizzie. Ui da. Quỳ. Bộ đẩy mình mềm lòng, chính tưởng là thích là mẹ để nuôi con bé, nhưng mà cuối cùng là vẫn không à. Làm gì? Đấm nhau. Ta không còn sợ gì đâu. Ta sẽ hỏi anh do cắn mày phát nhá. Con sẽ quay không được gì đã. Cháu ơi giúp đứa nào. Clem ơi. Bấm quỳ gãy tay luôn ạ. Sao lại bị nó đè rồi? Anh ra đi biểu vậy. Anh ra đi biểu vậy. Không còn đủ lực nữa rồi. Rồi xong con bé nó bắn mẹ. Ghê. Cháu đi lịch không có cháu bắn bách phát bách trúng luôn. Nhưng chỉ sợ anh con nhỏ này nó rung tay nó bắn chật bắn trúng mình á. Như hôm bữa bắn trúng Molly. Cháu. Ổn rồi. Cháu. You look horrible. Sao nhìn chú tệ vậy? Giống như là những gì chúng ta đã nói. Đi đến nơi nào an toàn đi chú. Cháu cảm thấy mùi kinh khủng lắm. Ông ta có làm thương cháu không? Không. Not really. Không hẳn ạ. Cháu xin lỗi. I'm sorry. Cháu xin lỗi Lee. Đúng rồi. Vì it's cháu okay. Chú bị cắn đấy. Lee. Ổn mà. Chú sẽ đưa đến cháu đến nơi nào an toàn và chúng ta sẽ nói chuyện được không? Dạ. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi Savannah và đi nhanh nhất. Có thể. Cái súng còn đạn ta. Thằng này chết rồi. Đóng vai phụ thôi mọi người ơi. Không có ảnh hưởng gì lắm. À không, ảnh hưởng nhưng làm cho mình gián tiếp bị cắn. Cháu có sợ không? Cháu rất là sợ. I know. I am now. It's okay. Có hỏi thêm gì cho hỏi cháu gì không? Đưa nào ra ngoài. Ở bên kia kìa chú. Cháu biết mình bị cắn kìa ta. Nhìn mình xanh xao nhợt nhạt lắm rồi. Ui, đủ mấy gì cả mình. Sao nó không cắn mình ta? Nhưng mà phải đập nó chứ. Mày cười, mày giom này. Hay là giờ mình có máu giom mà mình không có. Sao nó không cắn chú vậy? Ờ, chú biết mà. Phải như vậy chứ. Người chú dính đầy máu luôn á. Ok, chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây. That's how we'll get out of Savannah. Đó sẽ là cách mà chúng ta rời khỏi Savannah. Rồi. Dùng máu zombie mọi người. Dùng máu zombie chiết lên người để bọn nó không có ngửi thấy mùi thịt sống nữa. Mũi giom chắc là thính hơn mỗi người nha. Giờ phải xỉ thịt thằng này để bôi máu lên người cháu này. Oh no. Oh, không. Móc ruột hả? Gớm ta. I have to do that. Bôi máu lên người cháu.
Trời ơi, lấy máu xong bôi là được rồi, sao phải cầm cái ruột mà dí lên người cháu vậy đó? Cháu cũng cam chịu ghê. Rồi, ôi phía sau thì đỡ hơn. Not soon enough. Are you done? Chú xong chưa? Một chút nữa thôi. Chú muốn chắc chắn. Bôi lên mặt chứ nhỉ? Có bôi lên mặt không? Bôi lên cổ. À, nhục quá chú ơi. Ok, cháu phải như vậy. Cháu cũng, cháu hy vọng vậy. Cháu có quên gì không? I thought it was gone. Cháu tưởng là đã mất cháu rồi đấy. Thank you. Chú hồi tưởng đã mất cháu rồi. Cảm ơn chú. Stay right next to me. Hãy ở cạnh chú nhé. Phải đi chậm thôi, đừng có nhìn xung quanh và đừng có hoảng sợ. Chú sẽ giữ cho cháu an toàn. Giờ đi ra ngoài. Phải vượt qua rừng zombie này. Hy vọng là nó không ngửi ra thấy mùi thịt sống. Không bôi lên đầu nhỏ thì làm sao mà thoát được. Ít chẳng phải bôi lên cái nón chứ. Kịp điều để cho mặt con bé sạch sẽ ra. Không, mình không có lắc được mọi người. Mình chỉ có thể một đường thẳng tiến thôi. Ui, giật cả mình. Nhìn mặt cháu sợ như kìa. Cái gì vậy? Cháu sao vậy? À đây. Này chắc là mẹ của ba mẹ. Ừ, ba với mẹ nè. Ba với mẹ của cháu nè. Đừng cứ nhìn. Mình ngủ ngắp xỉu, mình sốc ngõm rồi. Này đừng có để cháu đang tụng với ba mẹ chứ. Trời, giờ sao đây? Hy vọng là giữ im chút lát thôi. Ok ok, tỉnh lại được là tốt rồi. Không sợ, đang đi giữa đường hai dao cắn cháu hả? Chú Lê ơi, dậy dậy dậy. Please no. Đừng có chết mà. Trời, tái mét luôn rồi. Giờ mặt xám mét luôn rồi. Cháu sợ quá. I thought you left me. Cháu nghĩ là chú đã bỏ rơi cháu đó. I saw my parents. Cháu đã thấy ba mẹ của cháu. Ừ đúng rồi, ba mẹ. It's a good thing. Lee, they're dead. Họ đều chết they cả really rồi are. Họ thực sự. Cháu biết mà. Cháu đã buồn bã một thời gian rất là dài rồi. Và cháu cũng nhận biết là những gì đã xảy ra với họ. Okay. Okay. Okay, cháu sẽ chấp nhận. Bây giờ cháu cũng mất chú luôn rồi, tội nhỏ quá hả? We can't. There's thousands of them outside. Không thể đâu chú ơi, có hàng ngàn con ở ngoài kia. No, 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 that's crazy. I saved you. Không, you're safe here. I let us in. Get that door. Chú sẽ bảo vệ chú. I can't. Nhìn cái mắt nó vàng luôn rồi kìa. Mở cái cửa đây, nhanh lên. Sao lại quát cháu như vậy? It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One. Chú đếm một ba nè. Three. Một, hai, ba. Cháu không dùng hai tay. Hụt ho ra máu. Sáng lắm rồi. See. Chú thấy không? Nặng lắm. Clementine. Honey. Này, cháu yêu. What? Gì vậy? Cho cháu xem cái có chuyện gì xảy ra với chú vậy? No, no, không, that's, không. That's not. No. Phải như vậy. No, mà. No, no. Nhìn mặt cháu hoảng loạn tội như kìa. Clem, đúng vậy đấy. Không còn nhiều thời gian đâu. Ok. Được rồi. I'll try not to be. Cháu sẽ cố gắng. Sám quét người luôn rồi. Nhìn không khác gì mấy con giom nữa rồi. I think there might be a way out over there. Vậy là có đường ra ở ngoài kia. Cảnh sát, giom cảnh sát có súng kìa. Súng là chắc vẫn còn vài viên đạn cho cháu xài đó. Let's go. That might be a little sick. Tốt lắm. Chúng ta đi. I'll help you. Cháu sẽ giúp chú. Trời ơi,
Thế này thì làm sao mà dỡ con bé đi qua hàng ngàn con giòn được nữa. Mình đi không nổi nữa mà. Cháu đỡ chú được nè. Cháu có thể dựa vào cháu. Cháu nghĩ là cháu có thể giúp chú đi ra ngoài kia đó. Oh, you did, honey. Okay. It's awful out there. I mean, what did you feel? À, lý là cháu đã giúp chú đi vào đây. Đã rất là khó khăn đó chú ạ. You did good. Cháu không biết, chú không biết là cháu đã làm thế nào, nhưng mà cháu đã làm tốt lắm. I'm almost there. Cứ tiếp tục đi nha chú. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Cái cánh cửa đang không giòm đó bây giờ, nhưng mà mình còn sức để đánh con giòm đó không ta? Hết thời. Get up, Lee. Dậy đi Lee. Cái cửa ngay kia rồi. Đứng dậy nè. Và bây giờ chỉ đành tại cho cháu xem chỉ làm được mẹ nữa. You have to. Chú phải. I can't believe. Lê, chú không thể di chuyển được nữa. Please, please. Đã đến lúc rồi. Get up. Đừng mà chú. Cố thêm lần nữa cho cháu vui nè. Được. I can't. Chú không thể. Chú không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cháu phải làm gì đó đi. Nhanh lên. Giống như là làm gì ạ? Hãy tránh xa chú ra. But me. Nhưng mà hãy làm tất cả những gì cháu có thể để tránh xa khỏi chú. Cháu phải làm. Ok. Ok chú. Cháu làm gì ta? Chúng ta sẽ vượt qua được. Đừng có lo lắng. Bây giờ mình điều khiển cháu hả? Just start by getting that door open. Mở cửa ra con giòm. It's locked. It's open to you. Không sao đâu, nó thấy cửa kính đó. Con giòm nó nhìn thấy cháu rồi. Ow. Oh. Không phải với cái tay của cháu đâu. Dùng gì? Đưa cháu cái súng đi nhờ. There's a baseball bat under the counter. Có cái bóng chày ở kia kìa. You can use that. Cháu hãy dùng cái đó đi. Nhìn con bé nó nhỏ quá, lùng ngang cây gậy bóng chày đúng không? We'll get you in there. Don't worry. You're doing good. Cháu có thể làm được mà. The way out's through there, Clem. Chọc lỗ. Use the bat to shut that window. Dùng cái gậy đó để mà đánh vỡ cửa kính nha. Ok, cháu sẽ làm. Watch out for broken glass. Cẩn thận với những mảnh vỡ kính đó. Good job. Làm tốt lắm. Giờ con giòm nó trèo ra kìa. Thằng này có biết ở trong đó con giòm vậy? Don't be afraid of him, honey. Đừng có sợ hãi. Cháu thông minh mà, phải không? Cháu thông minh hơn tất cả bọn chúng. Ok. Lấy cái bóng chày đã nè. Sao mà để cháu không phải? Use it to reach in to the lock. Dùng cái ghế để tiếp cận nó. Mở cái cửa ra rồi. Ok. Lật cái gậy bóng chày đi cháu. Ủa sao lại vứt ra đây? Open. Hãy mở cánh cửa ra đi. Bây giờ Trinh không chơi tiếp là thằng kia đã ngồi ở đây cả ngày và không biết mấy Probably to that door. Everything you need. Cái cửa, cái chìa khóa đó. Có thể mở được cái cửa đó cháu. Giờ làm gì? Lấy cái gòng tay. Lấy cái gòng tay ở trên đất kìa. Ok Lee. Dạ. Ở trong tiếng Anh không có kính nữa, kiểu như dạng vân ạ của Việt Nam nha mọi người ha. Ở trong văn hóa châu Á mới có. Ở nước ngoài nó gọi người lớn nó bằng tên thật ở luôn, không có chú Ly, ông Ly hay là dạ vân. Chỉ có ok Ly. Còn muốn gọi là Ly vậy thôi. Thế là khóa mình lại. Ai đúng rồi, khóa là không làm hại cháu. Why? Khóa chú lại đi, tại sao? Safety. Cháu phải an toàn. I don't know. Just do it, sweetie. Làm đi, cháu yêu. Sure I don't chặt want to nhé. Do this. Cháu không muốn làm điều này. It'll keep you safe. Điều này sẽ giúp cháu an toàn. Bây giờ cháu chỉ việc đối phó với con giòm đó thôi. Con giòm kia cũng bị giữ chặt lại rồi à? Bị sao vậy ta? Nó bị khóa chặt ở đó rồi. Cẩn thận mà cứ lấy bất kỳ gì từ nó. Chìa khóa là cái súng phải không ạ? Just don't be afraid. If anything gets dangerous, sợ hãi. You're faster than he is. Nếu mà cháu gặp nguy hiểm thì cháu cứ nhớ rằng là cháu nhanh hơn bọn chúng.
lấy cả hai đi cháu. Just get them both. I'll try. Cố gắng. Ôi, nó bắt được con bé rồi. Làm gì? Get him. Cố gắng, cháu nhanh hơn nó nè. Rồi, watch out. Cẩn thận cháu ơi. Ok rồi. Có cái bình. Oh yeah. The bat clip. Get the bat. Cái kẹo bóng chày. Đẩy cho cháu này. Giật nè. Rồi. Khá là nguy hiểm. Con bé này nó yếu, phải đập cả mấy phát do nó mới chết. Giống như lúc mà chị bị thương ở tay vậy á. Được rồi, ổn rồi. Cháu đã được rồi. I got him. Làm tốt lắm Clem ạ. Say goodbye với cháu thôi. Nhìn mặt cháu tội quá à. Anh da đen biến thành anh da xám rồi. Nè. Cháu rất là mạnh mẽ. Giờ này phải động viên cháu lên. Cháu có thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng mà cháu còn nhỏ mà. Con nhỏ không có ý nghĩa gì nhiều đâu cháu. It's okay. Cháu sẽ gặp phải những kẻ xấu, nhưng mà cháu sẽ ổn thôi. Cha mẹ của cháu thật là tệ. And now you. Và bây giờ cả chú cháu cũng bỏ cháu nữa. Please, cháu đã có biến thành một trong số chúng mà. Vậy cháu giết cháu đi. I'm a walker. There's only one thing you can do. Bây giờ chỉ có một điều cháu có thể làm thôi. Cháu biết mà. I don't know if I can. Cháu không biết là cháu có thể làm được gì cả. Bắn cháu đi. No. Không Ly à. It's okay. Không thì gọi cháu lại cũng được. Ổn mà cháu. I was standing over Duck holding that gun. So hard. Sorry, you're in that position now. Chú rất xin lỗi khi mà đặt cháu vào vị trí như thế này. Nhưng mà đó là điều tốt nhất mà cháu có thể làm. Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of them. Do it. Chỉ việc nhắm vào chú và nhắm mắt lại. Okay, chú sẽ không biến thành một trong số chúng đâu. I can do it. I can. Cháu có thể làm. Và nhớ đi tìm Omid và Chris nha. Don't need it, Krista. They're looking for a boat. Họ đang tìm một cái thuyền, đi tìm họ. They'll take good care of you. Và chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy. Clem này. Lúc nào cũng phải di chuyển nha cháu. You could want to find some place like the motor inn, but that's just not safe. Cháu có thể là rất là muốn tìm một cái nơi trú ẩn giống như là cái nhà trọ hôm trước, nhưng mà nó không an toàn đâu. Đó sẽ là điểm chú ý của những con do này, những kẻ trộm này. Và còn gì nữa chú? No. What is it? No, don't worry. Đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chú sẽ nhớ cháu rất là nhiều. Cháu cũng vậy. Cháu bắn mình à? Thôi, để cho cháu làm vậy để mạnh mẽ lên nữa. Sau này không còn việc gì mà cháu không dám làm nữa, đúng không? Chứ để cháu rời đi không thì cháu vẫn sẽ giống nhát thôi. Đây. Nhắm mắt lại. Giật cò thôi cháu yêu. Ok. Đúng rồi. Phải cho cháu lựa chọn bắn mình thì cháu nó mới mạnh mẽ được chứ. Nhưng mà bây giờ không biết là làm cách nào mà cháu hội họp lại được với Omid với Chris nè. Hết rồi hả? Vậy là hết chắc năm rồi. Cuối cùng thì nhân vật của mình cũng phải đi thôi. Không có kỳ tích nào xảy ra cả. Chắc là Trương sẽ chơi thêm cái tại vì chat này cũng khá là ngắn nên chắc là Trương sẽ chơi thêm cái episode đặc biệt nha. Giờ phải đợi nó chạy cái after credit nè. À không, không chạy à. Bây giờ nè, có cắt tay của Ly không?
Ồ, chỉ có 37% người không chọn cắt thôi. Chứ nghĩ cắt hay không cũng như vậy thôi mà. Tại vì chuyện này, nói chung là cốt truyện nó cũng tuyến tính. Cuối cùng thì nhân vật của mình cũng phải chết thôi. Và lúc đó chỉ không chọn cắt, có hai tay vẫn khỏe hơn chứ. À, có nổi nóng với lại Candy hay không? Ồ, mình nổi nóng với Candy. À đúng rồi, mình ném cái tượng vào mặt ông Candy mà. Surrender is your weapon. À, ý là mình không xài hết đạn trong súng. Cái đó xin thử xem mọi người khác có bắn hay không thôi. Lỡ đâu mà bắn chung một con thì phí một viên, mình sẽ là người thủ cuối cùng mà. Cuối cùng chưa kịp bắn hay là mọi người đã chạy tán loạn rồi. Không có giết người lạ hả? À, cái thằng mà theo dõi mình á, mình đã không chọn giết thằng đó. Ừ. 60% người chọn cho cháu bắn giống mình nha. Ok. Đây là những cái lựa chọn mình đã lựa chọn đối với những người trong cuộc hành trình này. Ok, vậy là Trinh đã hoàn thành 5 chương chính của tựa game The Walking Dead Season 1. Rất tiếc là không có cái kết thúc tốt dành cho nhân vật chính của mình. Nhưng mà game cũng mở ra một khởi đầu mới dành cho cháu Celementine. Hy vọng là cháu sẽ sống tốt sau này. Rất có thể là Trinh sẽ tiếp tục chơi tựa game The Walking Dead. Nghĩa là nguyên cái bộ game này hình như là 4-5 phần gì đó đúng không? Trinh sẽ cố gắng chơi hết thử xem sao. Tại vì Trinh chơi phần 1 này Trinh cũng thấy khá là cuốn. Còn cái chương đặc biệt của cái season 1 này á, thì nó không có liên quan đến những cái nhân vật ở trong trong phần 1 này, nên là chắc là Trinh sẽ không chơi và không quay clip lên nữa. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Trinh nha. Nếu thích thì hãy cho Trinh một like và một subscribe nhé. See ya. Ok, cháu đây rồi. Cháu khóc nức nở, cháu đã về được vùng quê rồi nè. Đây là chiếc đặc biệt đó mọi người. Nó trên đấy không nhầm là vậy. Cháu ngồi buồn bã nhớ về chú Ly. Chú Ly đã bỏ cháu rồi. Tay vẫn còn cầm cái súng. Cái súng để giết chú. Cháu mặc cái bộ đồ này từ hồi mà bắt đầu có đại dịch đến giờ luôn, chắc cũng phải mấy tháng rồi cháu ở bẩn dễ sợ. Viên đạn sắp kinh à? Ai ta? Vỏ đạn sắp kinh. Có hai người kìa, phải là Umid với Krista không? Sao mà cháu đi được đến cái chỗ mà hoang vắng như thế này? Một mình cháu đi á. Trinh còn tưởng là bây giờ cháu đang ở cùng với hai người kia ở cái khu nông thôn này về nhớ về chú thôi. Nhưng mà cháu đi một mình từ chỗ kia về đây á. Dáng giống mình vậy. Dáng giống anh da đen Ly vậy. Sao sao ta? Hai người đó là ai? Trinh nhìn thấy cái dáng đàn ông cao hơn. Nhưng mà Omid không có cao hơn Krista.